Chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay. Thì hôm nay Bảo cũng làm một chương trình rất là tốt về sản phẩm tia laser bóng LED nha. Bóng LED này là bóng LED công nghệ mới nhất và có thể nói là một chất lượng bóng sáng nhất thị trường bây giờ. Mà mức giá trưa ngày hôm nay hàng mới về này, hết cũng khá là lâu rồi, mà mức giá có 790.000. Một thương hiệu Bảo bán rất là quen thuộc, đó là thương hiệu Toyama nha. Toyama này á là hàng chính hãng của công ty. Lúc mà anh chị mình mua 790.000 nè, bảo hành 1 năm nè. Rồi tiếp tục, thương hiệu này là thương hiệu Nhật nha, nhưng mà nhà máy nó vẫn lắp đặt tại Trung Quốc nha. Giá quá trời rẻ luôn. Bóng LED mà sáng xa như này, đẹp như này mà có 790.000 là anh chị mua về xài, bảo hành lâu lắm. Đó, 1 năm mà. Rồi sản phẩm này cũng được công ty này canh chỉnh tia quá trời xa luôn. Đó, 7m là lệch 1mm nha. Rồi chất lượng bóng thì cực kỳ nét, nhỏ và sáng xa, 650 nanomet nè. Còn cái tia mà tâm ruồi á, nếu mà anh chị đi ra ngoài nắng bắn xa, nắng gắt cỡ nào máy cũng bắn được từ 3 đến là 50m nha. Đó, con máy này á thì rất là rẻ cho đợt nhập hàng vừa về của công ty đợt này. Bóng LED thế hệ mới sáng nhất thị trường bây giờ mà anh chị kiếm một con máy mà 790.000 như này á, bóng đẹp như này cũng khó nha. Đó, ngày trước nó lên đến là 900 mấy lần anh chị à, không phải là 790 đâu. Đó, rồi lúc mà anh chị mua là đầu tiên sẽ có một cái hộp này. Bên trong thì sẽ có những cái phụ kiện kèm theo của công ty nha anh chị nha. Có phiếu bảo hành luôn. Mà cái này á, bảo hành 1 năm nhưng mà bảo hầu như không có ghi nha, bảo hành qua số điện thoại luôn. Lỡ mất phiếu này kia thì anh chị vẫn được bảo hành bình thường. Đó, một kính đeo nè, một sạc lớn nè, rồi một khay đựng pin để giúp anh chị mình á, hết quả pin này á thì mình có thể mua pin tiểu, pin AA gắn vào xài thôi. Và một quả pin sạc đi kèm máy rất là lớn, 4800 mAh, cho mình xài lâu nè, khó hết pin luôn. Rồi bên trên sản phẩm chính hãng Toyama thì sẽ có cái logo Toyama ở đây dập nổi ở trên cái phần mà khung kim loại này nha. Bên trong thì nó xài bạc đạn con quay nhẹ nhàng. Đó, chét mã vạch Toyama có luôn. Tiếp tục, ở cái phần mà nhựa này á sẽ có một cái logo Toyama dập nổi ở đây nha. Rồi thiết kế được này á thì nó tốt hơn ngày trước luôn. Đó, nó sẽ có một cái dây đeo nè anh chị à. Rồi bên trên á, cái phần mà chỉnh tia như này thì anh chị sẽ thấy á, nó sẽ làm nghiêng. Đó, mục đích cái này á, nếu mà anh chị dò giọt nước đây, nó sẽ chảy qua một bên luôn. Đó, chống nước cực kỳ cao. Rồi tia thì 5 tia xanh, sáng rất là đẹp. Đó, sáng con này thì sáng khỏi phải chê rồi. Dòng bóng LED thế hệ mới sáng nhất thị trường mà anh chị mua đời mới như này á là sáng xa lắm nha, 40-50m bình thường luôn. Rồi máy sẽ có chức năng nè, nháy như này giúp anh chị mình á, đi ra ngoài nắng có thể thấy tâm ruồi chính xác hơn. Rồi tiếp tục, khóa tia đóng cầu thang nè. Đó, khóa tia nghiêng đóng cầu thang làm thạch cao trần nhà. Rồi đè thêm một cái nữa nha. Rồi chỉnh tia to nhỏ giúp anh chị mình á, canh chỉnh cốt nó chính xác hơn. Đó, nó có thể chỉnh tia 1mm thôi nha, cực kỳ nhỏ như này. Rồi công tắc là bên hông có dây đeo như này, 5 tia xanh. Đó, màn hình cảm ứng chống nước cao, thương hiệu chính hãng Toyama. Mà mức giá đợt này á, về hàng quá trời rẻ luôn. Đó, ngày trước là hơn 900, giờ còn có 790.000, bảo hành 1 năm nè. Rồi tiếp tục cái phần á, phần mà số ở trên này là nó dập luôn nha, không có dán như ngày trước luôn. Đó, nó vẫn sướng hơn nè. Đó, anh chị thấy cái phần này á, dập ở trên luôn, quá trời sướng luôn, mà có 790.000. Thì đến với buổi trưa ngày hôm nay, cuối tuần thì Bảo cập nhật chương trình này cho anh chị nào mà chuyên đóng gạch, làm thạch cao, làm bên ngành xây dựng nhà cửa, căn cốt, căn nền đứng, nền ngang, mua được một con máy chính hãng Toyama giá thành rẻ nhưng mà chất lượng tia là có thể là sáng xa, sáng đẹp, phục vụ anh chị trong mọi công trình nha.
Rồi muốn đặt hàng thì mình liên hệ trực tiếp cho Bảo qua ba số điện thoại trên màn hình. Còn mà muốn xem những clip này với lại chương trình Bảo ra hàng ngày thì mình ủng hộ Bảo một đăng ký kênh nha. Bấm vào nút chuông lên video, hàng sale là đặt được liền luôn, rất là lợi nha. Rồi Bảo xin kết thúc video buổi trưa tại đây.